một ca đục vỏ và đục dưới bao sau gần toàn bộ. Chúng ta có thể thấy phần bao mờ và đang dần tiến về trung tâm. Nhìn về ánh phản chiếu ánh sáng, chúng ta thấy đây là ca đục thủy tinh thể dưới bao sau nặng. Khi đánh giá độ cứng của nhân, nó không quá dày nên chúng ta xếp vào độ n2. Tôi thích sử dụng phân độ Barake từ Barcelona xếp từ độ 1 đến 10. Vì thế trong phân độ này rất quan trọng để hiểu được độ cứng của nhân, bởi vì nó cho phép chúng ta lựa chọn kỹ thuật tách nhân phù hợp. Vì vậy, đây là một phần nhân khá mềm. Đầu tiên, tôi sẽ tạo hai đường phụ. Trong những ca đục thủy tinh thể này, nhuộm bao luôn là một ý tốt. bây giờ chúng ta sẽ bơm viscode vào đây là một loại chất nhảy phân tán tôi thích sử dụng kỹ thuật xốp Cell, hay còn gọi là kỹ thuật hai chất nhảy về cơ bản nó giúp bảo vệ lớp tế bào nội mô và sau đó chúng ta thêm vào một ít provis là một loại chất nhảy kết dính hay cố kết lợi ích của chất nhảy cố kết là tạo không gian và đẩy phần viscode về phía tế bào nội mô giúp nó bao phủ rất tốt các tế bào và bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện tạo đường mổ chính. Chúng ta sẽ cắt dao đi vào lớp rác mạc. Sau đó thì vào tiền phòng. Bằng cách này, chúng ta sẽ thực hiện theo hai bước và giúp tạo ra được vết thương góc xiên tự đóng kín. Nhãn cầu vẫn giữ nguyên, nên chúng ta không cần cố định nó bằng panh. Chúng ta đang tiến hành xé bao, bắt đầu bằng một đường rạch nhỏ ở trung tâm, và sau đó nhấc mảnh vạt nhỏ đó lên khỏi bao trước một khi nhấc được mảnh vạt đó lên chúng ta có thể đẩy nó bây giờ chúng ta sẽ cầm ở phần rìa của vạt và kéo nếu cầm càng xa phần rìa thì càng khó kiểm soát trong lúc xé bao khoảng cách càng ngắn thì chúng ta càng dễ điều chỉnh. Vì vậy, như các bạn thấy, tôi nắm vạt và kéo nó về phía trung tâm. Và đây là một cách rất tốt để thực hiện thủy tách. Những gì chúng ta muốn làm là dùng kim và đặt phần đầu của kim lên trên bao trước. Sau đó lùi lại và bơm các bạn sẽ thấy dòng nước đi vào trong. Và chúng ta đã làm nới lỏng được phần nhân cứng ra. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại bước này. Và chúng ta đang tiến hành thực hiện một kỹ thuật được gọi là pre-chop nhân. Chúng ta sẽ bơm chất nhầy vào tiền phòng để tạo không gian rộng rãi. Tôi thích sử dụng những pre-chop này. Chúng được gọi là pre-chop đo như các bạn thấy tôi đi vào bằng đường phụ luôn ở dưới bao và mắc vào phần xích đạo của nhân sau đó tôi đi vào bằng đường mổ chính và thực hiện tương tự ở phía đối diện bây giờ thì đưa các pre chop lại với nhau và bẻ nhân ra làm hai sau đó tôi sẽ lặp lại giống vậy mắc vào và bẻ nhân ra bây giờ chúng ta có ba mảnh nhân chúng ta đã trẻ nhân xong và nhắc lại là nếu chúng ta đã trẻ được nhân thì cuộc mổ trở nên rất dễ dàng. Chúng ta sẽ tiếp tục với đầu pha cô. Một lời khuyên hữu ích là nên đưa phần lỗ của bao đầu phaco theo hướng ngang. Chúng ta không muốn để dịch chảy hướng vào bên trong nội mô. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành hút các mảnh nhân. Chúng ta sẽ giữ chúng nhẹ nhàng và chúng đang đến gần. Và đây, chúng ta đã bắt được mảnh nhân đầu tiên rất dễ dàng. Như các bạn thấy, Tôi quan sát tiền phòng đang xẹp chút ít. Vì vậy, tôi sẽ tăng nhãn áp lên 75. Điều này giúp chúng ta giữ cho tiền phòng ổn định hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục tới mảnh nhân thứ hai với thao tác tay cực kỳ nhẹ nhàng. Và bạn không cần phải dùng bất kỳ lực tác động mạnh nào. Tôi đang cố gắng xoay nhân Chúng ta đã tách nó ra khỏi phần vỏ và bây giờ đã lấy được phần mảnh nhân thứ hai ra. Và chúng ta có thể tiếp tục với mảnh nhân cuối cùng. Bây giờ tôi đã bắt được mảnh nhân cuối và trẻ nó ra. Như tôi đã nói, đây không phải là một nhân quá cứng, nó đủ cứng để chúng ta hút nó. Đây là chất trên nhân hay lớp thượng nhân? Như các bạn thấy, tôi bắt nó rất nhẹ nhàng và kéo nó qua đường xe bao. Tôi dùng dụng cụ thứ hai để hỗ trợ. Trong giai đoạn này của cuộc mổ, chúng ta sẽ làm rất chậm rãi, không thực hiện vội vàng hay gấp gáp. Chúng ta muốn cuộc mổ thật an toàn. Thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy chất nhân bị kẹt lại ở phần bao. Vì vậy hãy từ tốn tách chúng ra và cố gắng lấy chúng ra khỏi phần bao. Như các bạn đã quan sát, phần thủy tách của chúng ta đã làm tốt nhưng vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy vẫn còn phần vỏ bám ở điểm này và có một chút khó khăn để lấy nó ra. Nhưng xin nhắc lại là với sự kiên nhẫn nếu các bạn cố gắng tách và gỡ chúng ra thì vẫn làm được một cách hoàn hảo. Thỉnh thoảng, chất vỏ sẽ cứng hơn cả phần nhân. Và bây giờ, chúng ta đã bắt được nó. Việc sử dụng dụng cụ thứ hai luôn rất quan trọng để đưa mảnh nhân vào đầu phaco. Bây giờ, chúng ta tiến hành từ kỹ thuật rửa hút IA bằng hai tay. Chúng ta sẽ bơm nhầy vào tiền phòng và bơm đầy vào túi bao. Chúng ta muốn áp lực trong nhãn cầu giữ vững vì chúng ta sẽ đặt kính nội nhãn vào bên trong chúng ta đang thực hiện đặt kính và luôn luôn phải hướng kính xuống phía sau nhãn cầu và vào bên trong bao sau chúng ta đang rửa lấy chất nhảy ra ngoài việc rửa sạch chất nhầy hoàn toàn vô cùng quan trọng. Chúng ta không muốn bị tăng nhãn áp sau phẫu thuật. Tôi thích luôn phía dưới kính và rửa chất nhầy từ đây. Và khi chúng ta hoàn thành, tiền phòng vẫn rất ổn định. Bao thủy tinh thể còn nguyên hoàn hảo, kính đang nằm trong bao. Chúng ta sẽ bơm phủ đường phụ. Tôi không thích bơm phủ đường mộ chính vì nó là góc xiên nên chúng ta không cần làm vậy và kết thúc cuộc mổ của chúng ta ở đây xin cảm ơn các bạn